Chiều Cường mến chào cả nhà ha. Thì hôm nay Chiều Cường lại review chùa Đô Xây, còn gọi là chùa mới cả nhà. Thì hôm nay cũng là lễ dân bông của chùa mới cả nhà. Thì Chiều Cường cũng lại review cho cả nhà mình xem ha. Chỉ có một ông sư đang tu ở đây thôi cả nhà. Thì chùa mới cũng là nằm Chinh Phú nha cả nhà. Đó. Bây giờ cũng làm lễ dân bông cả nhà. Thì Chiều Cường sẽ vô review cho cả nhà mình xem ha. Chùa này cũng chỉ một vị sư đang tu ở đây thôi cả nhà ha. Chùa cũng còn nhỏ lắm cả nhà. Hôm nay cũng là làm lễ dân bông. Để Chiều Cường tiến thẳng bên trong ha, vì cho cả nhà mình xem, không biết nãy giờ có bông lại chưa ha.
Thì nãy giờ chị Cường cũng ghé chùa Bến Đổi quay xong, mấy chị Cường qua hơi trễ cả nhà ha. Của mẹ nó ca mà ca nó chơi nữa cụ. Hay ngày xưa mình hả? Ban mạnh ông ta khánh cụ. Bi ông ta khánh. Vậy là cũng được có hai ông ta khánh cái nhà cũng bằng chùa Bến Đổi ha. Thì cỡ khoảng 1 giờ mới có ông ta khánh dân bông vô chùa ha. Ngày mai đi ba dòng chính điện. Ngày mai là bị vậy là chỉ bữa nay chỉ có một ông ta khánh thôi cả nhà. Bên sầm bông lợi ngày mai mới lợi luôn cả nhà. Ôi quýnh cụ. Thì chùa mình cũng còn nghèo với cái nhà, thì chưa có chính điện nữa cái nhà. Hiện tại giờ còn là mái tôn không ha. Chùa này nổi tiếng là chỉ có một ông sư thôi cái nhà. Để mình vô bên xà lạ mình quay cho cái nhà mình xem ha. Rồi bên trong xà lạ. Bát ở cái nơi thăm. Đây, cũng có từ chùa ông Lục, từ chùa cái sách cũng qua trong phủ cái nhà. Đó, một có một vị sư chủ trì ở chùa này thôi cái nhà ha. Đó, chủ sư thì chiều nay khoảng 1 giờ mới cũng có ông thanh dân vô cái nhà. Dạ chị cụ. Thì chiều Cường sẽ đi review bên sau cho cái nhà mình xem ha. Thì chùa cũng làm cũng còn lỡ dở lắm cái nhà. Thì chùa rất là nhỏ. Cột cờ thì làm phía sau ha. Đất chùa cũng tới đằng cây cột đèn đó cái nhà. À, tối nay cũng có dàn nhạc đồ nè ha. Chỗ để khách đi, phía thuốc trong cái nhà. À, chỗ để khách đằng sau ha. Thì cũng có quý Phật tử lại đến sớm cái nhà. Dạ. Nè cô khỉ nhỏ ơi, đây chào cả nhà khỉ nhỏ, chào cả nhà ơi. Hello, giỏi quá. Đây là đội xe giam chùa Cái Sách nha. Thì mình đi đâu cũng gặp đội xe giam, chú có chú khỉ nhỏ, chùa Dũng Thơm cũng có một đội, cũng có chú khỉ nhỏ nữa cả nhà. Mà luôn luôn đẹp trai không nha, khỉ nhỏ là đẹp trai lắm nha. Trai không à? Đẹp trai không à? Bên trong sala nè cũng có thờ Phật nghe cái nhà Phật lớn. Chùa chỉ có một vị sư cái nhà, thì bà con cô bác gần ở đây cái nhà thì lại tiếp trang trí, rồi sư chùa ngoài cũng lại tiếp cái nhà. Bây giờ đội xe giam cũng chuẩn bị cả nhà ha. Thank you.
chuẩn bị ông Thạch Khanh cũng tới cả nhà, thì chuẩn bị sắp xếp Nari cho chỉnh chu ha cả nhà. Bây giờ Nari đang sắp xếp Nari cho gọn gàng để tiếp đón ông Thạch Khanh đó cả nhà. Bây giờ hiện tại giờ cũng gần 11 giờ cả nhà, cũng cũng khách đồ quý Phật tử đồ cũng đông cả nhà. Sợ tới khóc rồi cả nhà. Thôi chậm. Yeah.